chào mọi người. Mình đang đứng tại một nơi được coi là một trong những biểu tượng của Y Hoa, nơi mà đã tổ chức Dior Fall Show năm 2022. Và mới đây nhất, Chilis đã từng check-in tại đây. Thế mà đây là đâu nhỉ? Xin giới thiệu mọi người, ECC. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem trong ECC có cái gì nhá. À quên mất, người bạn hôm nay sẽ đồng hành cùng mình đấy là em Hổ. Đi thôi. Xin chào mọi người, mình là Hổ. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người ở bên ngoài ECC có gì nhá. Đó. Như mọi người đã nhìn thấy ở đây thì sẽ có 9 cửa này. Cửa 1 và cửa 2 sẽ thông với tầng B3. Cửa 3 và cửa 4 thì sẽ thông với tầng B4, cũng là cái khu vực mà du khách hay đi vào ấy, mở cửa tự do cho các du khách. Đó. Còn đâu các cửa 5, 6, 7, 8, 9 thì sẽ được thông với cả B3, B2 và B1. Thì đây là khu vực phòng học. Yeah. Để cùng mình đi vào nhá. Mình sẽ bắt đầu từ bên này trước nha. Thì đầu tiên là ở đây sẽ có một cửa hàng tiện lợi, người ta CU. Thì ở đây tiếp tục sẽ là hàng in. Đó, như ở đây thì sẽ có cái danh sách và hỗ trợ in ở đây. Thì đầu tiên là luận văn này, rồi bản báo cáo này, rồi danh thiếp này, các bạn các thứ, có cả banner, có cả banner ngang, banner dọc, poster cũng có, sách giáo khoa cũng có, hay là túi, túi mua sắm cũng có luôn. Các sinh viên sử dụng đây rất là nhiều nhưng mà mình chưa từng sử dụng bao giờ, thế nên là phát thôi nhỉ. Di chuyển tiếp thì đây sẽ là một hàng bán lens ở trong khuôn viên của ECC. Mình cũng chưa từng thử mua lens ở đây bao giờ, nhưng mà thường thì những hàng lens bán trong trường thế này ý, thì sẽ có ưu đãi dành cho các sinh viên của trường. Trời ơi, hãy nhìn cái kiến trúc này đi, mọi người có thấy đẹp không? Thì cách mà để đi lên các tầng ở trên ý, thì sẽ có là đi thang bộ này, hoặc là đi thang máy. Ở đây sẽ có thang máy để đi lên các tầng trên. Thì các tầng trên thường là các phòng tự học này, các phòng học, các phòng giảng dạy này, và các văn phòng của một số các bộ phận ở trong trường. Tiếp theo thì đây là Samsung Hall. Ở đây thì sẽ thi thoảng tổ chức những cái sự kiện âm nhạc, ca nhạc ý. Đôi lúc thì sẽ có nghệ sĩ hoặc là ca sĩ tổ chức showcase, hoặc là có rất là trong này. Đấy. Và bên cạnh đấy là một Starbucks. Đó. Và đằng sau lưng mình đấy, ở đây sẽ là một cái bức tường để mình ghi tên những người đã đóng góp vào trường ý. Những người này hoặc là những tổ chức này có đóng góp cho sự phát triển của Y Hoa, đó thì sẽ được có tên ở trên này. Đó, Y Hoa Honors Club. Và ở đây nữa. Và tiếp theo ở bên cạnh Samsung Hall thì sẽ là Isambong Hall. Thì ở đây sẽ là tổ chức, kiểu là đôi lúc sẽ tổ chức những cái buổi gặp mặt này, buổi get together này, hay là những cái buổi hội thoại đạp thoại đấy, thì sẽ được tổ chức ở đây. Ngoài ra ý, ở mỗi tầng của ECC sẽ có một chiếc bản đồ như thế này, thế nên là cũng không lo bị lạc lắm đâu nha mọi người. Ngoài ra thì tiếp theo ở đây sẽ là những cái cửa hàng cà phê này, và đương nhiên vẫn là giảm giá cho sinh viên của Y Hoa. Còn ở đây thì sẽ là cái cửa hàng lưu niệm của Y Hoa ấy. Bên cạnh tiệm đồ lưu niệm thì sẽ là Kyobo, có nghĩa là cái nhà sách ở trong khuôn viên trường mình ý. Đó, thì giống như là với các hiệu sách khác thôi, ở đây cũng có rất là nhiều sách. Thế mà bên cạnh đó thì một số những quyển giáo trình mà chỉ có thể mua được ở trường mình ý, thì sẽ chỉ có thể mua được ở trong này thôi. Đó, tiếp theo ở bên cạnh đấy thì sẽ là một nhà hàng ăn. Tuy nhiên vì đây là một nhà hàng trong trường ý, đấy, thế nên là cái thời gian hoạt động cũng sẽ kết thúc sớm hơn là những cái nhà hàng ăn ở bên ngoài khác. Đấy. Và vì là nhà ăn trong trường, thế nên là sẽ có vẫn đương nhiên là những cái ưu đãi dành cho sinh viên trong trường rồi. Sinh viên của Y Hoa thì sẽ được giảm giá 15%. Các nhân viên, các cán bộ nhân viên của trường cũng thế, sẽ được giảm giá 15% này. Ngoài ra thì ở đây sẽ còn có những cái chương trình giảm giá theo ngành nữa. Và bên cạnh My Dell Place sẽ là Two Leisures. Và bên cạnh Two Leisures thì sẽ là một cái khu vực để ngồi như thế này. Đó, khu vực này sẽ để ngồi thôi, để cho bạn sinh viên thì ngồi nghỉ này, ngồi học này, hoặc là ngồi ăn. Nhưng mà vì đang có nhiều bạn sinh viên ngồi ở đây ý, thế nên là mình sẽ không quay đâu mọi người ơi. Tiếp theo, ở bên cạnh khu vực ngồi nghỉ ban nãy thì sẽ là ngân hàng. Đấy là trường mình thì liên kết với cả Shinhanbank. Đó thì đây có một phòng giao dịch của Shinhanbank này. Nhưng mà bây giờ thì đã hết giờ làm việc rồi. Đó, có các cái ATM như thế này. Và tiếp theo bên cạnh ATM, bên cạnh Shinhanbank thì sẽ là một hàng salad. Salad đi. Ngoài ra thì ở trong ECC có một nhà thuốc nữa. Và bên cạnh nhà thuốc thì sẽ là Odd House Momo. Đây có thể được coi là một cái rạp chiếu phim thôi cũng được ý.
Đấy, nhưng mà đương nhiên là số lượng bộ phim ở đây thì sẽ khá là hạn chế, nhưng mà những cái phim ở đây thì mình thấy là được tuyển chọn rất là kỹ càng ý để mà chiếu ý. Bên cạnh Art House Momo thì sẽ là một quán cà phê. Và ở đây thì sẽ tiếp tục là cái khu vực nghỉ ngơi và ngồi cho sinh viên ý. Bên cạnh cái khu vực nghỉ ngơi cho sinh viên thì chúng mình sẽ có một cái gọi là phòng gym. Gọi là phòng gym cũng được. Thì phòng gym này không chỉ các sinh viên trong trường mà những người ngoài cũng có thể đăng ký mua vé vào đây tập được. Tí thì mình quên mất. Đó, thì tên của phòng gym này sẽ là ECC Fitness Center nha. Và đó là tất cả những gì có ở tầng B4 của ECC. Bây giờ thì hãy cùng mình đi lên các tầng B3, B2 và B1 nhé. Nhưng mà vì các tầng này thì sẽ là cái khu vực gọi là học tập dạy của trường ý, thế nên cũng không có gì nhiều và đa dạng như là ở tầng B4 đâu. Và đây sẽ là lối dẫn từ cửa 2 đi vào. Đó chính là một phòng tự học. Phòng tự học này có tên là Iwa Shinhan. Và đây là phòng tự học mà các bạn có thể sử dụng rất tốt. Tiếp theo thì sẽ là phòng tự học Iwa YBM. Đó thì ở trong phòng Iwa YBM này thì bạn chỉ có thể được sử dụng sách vở này và tác ý, chứ không được sử dụng laptop. Bên cạnh đó thì ở mỗi tầng của ECC sẽ có cái khu vực để ngồi nghỉ này hoặc là ngồi học bên ngoài như thế này. Rất thích hợp cho các bạn nào vừa xong tiết này hoặc là không thích cái không khí trong phòng tự học lắm ý. Các bạn cũng có thể ngồi đây được, rất là thoáng, rất là thoải mái nha. Thì ở trong cái khu vực này thì thường sẽ là các văn phòng của các văn phòng của các bộ phận ở trong trường ý. Đấy, nhưng mà mình không được đi vào đây đâu. Và ở trên kia đó cũng sẽ là một nơi mà bọn mình ngồi nghỉ, ngồi học, ngồi ăn các thứ. Nhưng mình thích chỗ đấy cực kỳ luôn mọi người ạ. Thì bây giờ thì mình đang ở tầng B3 mà trên kia là khu vực từ tầng B2, B1 ý. Thế nên là mình sẽ đi tiếp vào con đường này để mà giới thiệu cho mọi người phần còn lại của tầng B3 nha. Thì trừ hai cửa ở tầng B4 ra, đó là mọi người tự do ra vào, thì chiếc cửa này, chiếc cửa ra vào ở tầng B3, B2 và B1 ý, thì thường là sẽ chỉ có thẻ sinh viên để quét ý, thì mới có thể được vào. Ở đây thì sẽ có những lan như thế này, có thể là dành cho người học hành này hoặc là người học này. Đó, và ở đây sẽ có cả những cái máy để mà in cái giấy, các cái giấy tờ, các cái chứng chỉ, ví dụ như là giấy xác nhận đang theo học này, giấy xác nhận học bổng này. Đó thì các bạn có thể in ở đây. Thì ở đây, đây có bàn này, có ghế này. Đó các mọi người sẽ ngồi học hoặc là ngồi họp ở đây, ngồi thảo luận ở đây. Đây sẽ là một nơi thích hợp để cho kiểu các bạn trong nhóm có thể thảo luận hoặc là làm bài tập nhóm với nhau chẳng hạn. Thì hầu như là ở tầng B2 sẽ là các phòng học này, các phòng thảo luận này, các phòng seminar này. Vì tầng B2 và B1 thì chỉ là khu vực phòng học là nhiều ít. Đó, thế nên là mình sẽ không quay tầng B1 nữa. Bây giờ thì chúng mình sẽ lên thẳng tầng 1 là khu vực cao nhất. Và đây là tầng 1 của ECC. Mình nghĩ đây là cái khu vực mà mình thích nhất của ECC. Đấy là trên tầng 1 và là nóc của ECC. Và tụi ECC của chúng mình hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Nếu có dịp đến Hoa Kỳ, mọi người nhất định phải chụp nhiều ảnh của ECC nhá. Tạm biệt mọi người, bye bye.